Dạ vâng, em chào các bác nhé. Xe Fadin lại tiếp tục về với lại showroom VinFast Hải Dương chúng em. Lại về thêm một chiếc tiêu chuẩn màu trắng đang có mặt tại showroom VinFast Hải Dương chúng em đây. Đang chuẩn bị hạ xe xuống để làm cái lễ, làm cái khâu gọi là kiểm tra xe. Tí nữa em sẽ kiểm tra xem chiếc xe này có đầy đủ giấy tờ hay là kiểm tra xem có gặp lỗi gì không. Thì tí nữa em sẽ kiểm tra. Vâng. Đấy. À, con này con của anh luôn à? Khách anh đặt lâu chưa anh? Đặt lâu rồi. Vâng. Đấy. Xe chuẩn bị về này các bác này. Đấy. Tốc độ giao xe của VinFast Hải Dương chúng em về dòng Fadin này rất là tốt đúng không các bác? Đấy. Có màu trắng bản tiêu chuẩn, đang chuẩn bị hạ xe xuống để giao cho khách hàng. Trong một ngày hai tới thì sẽ làm cái lễ bàn giao cho khách hàng sớm luôn. Vâng, thì cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Đấy, Fadin lại về nữa các bác nhá. Vâng, em chào các bác.